Travel Leisure, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách những cây cầu đáng sợ nhất thế giới. Và dù không phải những cây cầu mục nát hay treo lơ lửng bằng dây thừng, thì cầu khỉ ở Việt Nam vẫn khiến du khách thót tim khi đi qua. Những chiếc cầu khỉ thường thấy ở đồng bằng sông Cửu Long vì ở đây có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Cầu được làm từ thân tre hoặc thân cây gỗ độc mộc với hàng tay vịn thách đố người qua lại. Kết cấu độc đáo này khiến du khách nước ngoài rất e ngại bị rơi xuống nước mỗi khi đi qua. Nguồn gốc tên cầu khỉ được cho là từ dáng người đi qua thực sự giống những chú khỉ. Ngoài ra, nó còn được gọi là cầu dừa nếu được làm bằng cây dừa hay cầu tre nếu được làm bằng tre. Ngoài cầu khỉ ở Việt Nam, các cây cầu khác trong danh sách thường có vị trí treo leo trên cao, kết cấu mục nát hoặc ở địa thế nguy hiểm.